Quán anh thì chuyên về các món về dê. Menu của anh thì tầm khoảng 24-25 món gì đó. Giá cả nó dao động tầm khoảng từ 100 tới 200. Anh tên là Công Huân, anh đang là chủ quán của quán chuyên về các món dê nguyên ký. Hiện tại quán anh có 2 chi nhánh. Giờ hoạt động của 2 chi nhánh anh là từ 14 giờ tới 23 giờ hàng ngày. Thường thì anh sẽ nhập cả một con dê từ Ninh Thuận chở xe lạnh về đây luôn. Thì anh sẽ phân ra phần nào để nướng, phần nào để nấu lẩu, phần nào để hấp và cái phần nào để áp chảo, phần nào để nếm phô mai. Cái món hấp với món xào anh sẽ thử dụng cái phần bắp chuối của con dê á, thì cái phần thịt nó rất là ngon và nó sẽ không bị dai. Còn mà riêng về cái áp chảo á thì là cái thịt nó cực kỳ mềm. Đó là cái món dê nén phô mai và cái xà lách trộn của nó. Cái món đó thì anh dùng cái phần ở thịt bắp của con dê. Phần thịt đó nó đặc biệt, có nghĩa là mình có xào lâu cỡ nào đi chăng nữa thì cái thịt nó vẫn giòn, nó vẫn mềm chứ nó không bị dai. Cái thứ hai nữa là cái nguyên liệu anh dùng là phô mai với lại bơ, thì anh dùng bơ của Pháp. Còn cái xà lách thì anh có cái nước trộn dầu giấm gọi là đặc biệt. Đúng rồi, món nướng thì bên anh đã ướp sẵn hết, chỉ có riêng cái món nướng mọi thì là không ướp thôi. Anh ướp với cái nước sốt mà do công thức riêng của quán anh tự làm ra. Trung bình anh ướp trước khoảng 2 tiếng là trước khi mở cửa quán, rồi khi nào khách gọi thì anh phải ướp thêm một số gia vị nữa rồi anh mới đem lên cho khách. Thường thì anh sử dụng cái sườn với lại cái phần ở trên cái mình của con dê là để nấu lẩu, tại vì lẩu thì phải có xương, có thịt, có da thì nó mới ngon được, chứ mà nấu nạc không nó không ngon. Nước lẩu của quán anh thì đang nấu theo vị của người Hoa, nhưng mà anh đã tiết chế bớt một số vị của thuốc Bắc lại, tại vì nếu mà đúng ra thì nấu chuẩn vị của người Hoa thì nó sẽ rất là khó ăn, thì mình sẽ điều chỉnh lại cho hợp với lại người Sài Gòn của mình. Thì một cái nồi lẩu anh mang ra thì sẽ bao gồm là cái phần lẩu thì có thịt rồi, có đầu hũ kỳ này nọ trong đó rồi, thì mình không, thì cái phần ăn kèm gồm có là rau, tủy, ốc, mì gói, mì trứng, phở, đậu hũ. Còn khách không ăn món nào thì trả lại, không tính tiền món đó. Tổng cộng 3 loại nước chấm. Thứ nhất là nước chấm chao, cái thứ hai là nước chấm hấp, còn cái nước chấm thứ ba là của cái món áp chảo. Chao của anh thì anh xài chao xuất khẩu, và sau đó thì anh về anh sẽ xay ra rồi anh chế biến, anh nêm nếm theo cái công thức của bên quán anh.